Chào các bác, hôm nay em quay trở lại với cây khá là nổi tiếng ở Việt Nam. Đó chính là cây phi điệp gái nhảy. Cây này thì nó có nhiều tên lắm, bởi vì là nó được quá nhiều người biết đến. Và như cái cây này thì của em đây nó nở tầm khoảng 5 ngày rồi. Nhưng hôm nay thì em mới lấy được về. Thì em quay video để giới thiệu với các bác về cái cây phi điệp gái nhảy, để các bác hiểu thêm về cái cây này. Vì sao mà người ta đã gọi quá nhiều tên về cái cây này? Bởi vì nó có nhiều thứ. Thứ nhất là có nhiều. Cái thứ hai là mỗi lần nở thì nó hơi sẽ là khác nhau, chứ nó không giống nhau như những cây khác. Như những cái cây mà nó ổn định khác ấy, thì người ta không gọi là gái nhảy. Thì cây này, ví dụ như người ta gọi những cây này thì người ta đã gọi là cây hồng hết rồi, bởi vì màu nó màu mắt hồng, cánh nó màu hồng, nên là người ta gọi là cây hồng chứ không gọi là cây gái nhảy. Nhưng mà như cây gái nhảy, tại sao người ta gọi là gái nhảy, thì nó ngày trước ấy thì nó chỉ có ý nghĩa đơn giản là nó nở hoa, nó phi điệp, mà phi điệp điệp bướm thì người ta hay gọi là như thế. Thì cái tên nó hơi bị được không được hay lắm. Thế còn về sau này thì là cái cây này thì người ta gọi thì cũng nhiều tên. Ví dụ như cây hồng Anh Cả này, hồng Hà Nội này, năm cây trắng Hà Nội. Bởi vì nó có năm thì nó nở ám, năm thì nở cánh trắng. Có năm thì nở ám. Nhưng mà như cái cây này thì là nó không thuộc dạng là ổn định là ngày trước ấy. Nhưng mà bây giờ thì nó nở vào mấy năm nay thì nó nở ổn định lại. Ổn định lại của bông hoa ấy, thì nó là màu hồng. Mắt nó màu hồng, còn cánh nó màu hồng, quanh năm là cánh nó màu hồng. Cái này là em quay bây giờ là nó là 3 giờ chiều nên nó hơi rủ một chút. Cánh không căng. Nhưng bản chất nó thì cánh nó căng hơn, màu nó đã căng và đẹp hơn. Thì em cũng xin giới thiệu một chút về cái cây này. Cây này nó có nhiều tên lắm. Thì tên hay gọi truyền thống của nó là cây gái nhảy, gái ngành, hay là hồng Hà Nội, năm cây trắng Hà Nội, hồng Anh Cả. Nó có khá là nhiều tên để mọi người cùng gọi nó và cùng nhận biết. Nhưng mà bởi vì nó là cái cây có lâu rồi ấy, nó có nhiều nên là giá thành nó cũng rất là hợp lý, đủ để các bác có thể sưu tầm được, chứ không đến nỗi quá cao như những cái cây hồng khác. Đấy, thì em giới thiệu về cái cây này một chút. Về thân lá đây, thì cây này đây, thân của nó thì là nó hơi ám tím một chút. Đây, em sẽ quay hướng này. Đây, khi mầm non là cổ lá nó hơi có cổ lá tím. Cổ lá dù là to hay nhỏ nó đều có khắc tím nhá. Đấy, các anh chị có thể nhìn thấy nó hơi có khắc tím mờ mờ đây này, cái này. Đều có hết, đều có khắc mờ mờ. Lá của nó thì là nó dòng Bắc nên là thân khá là to, nó có thể nuôi đạt đến mức thân to có thể là từ 0,5 đến 1,5 cm, khá là to. Nhưng ở đây với những cây này là những cái kỳ, đây thì các bác có thể nhìn thấy những thân già, những cái thân nù của nó rất là mập, nhưng nó vẫn chỉ là một cây, nó vẫn là cây hồng Hà Nội, hay gọi là cây gái nhảy ấy, gọi là hồng Hà Nội, bởi vì nó là hoa màu hồng. Ngày xưa nở thì là nó ở Hà Nội vẫn là đầu tiên, nhưng về sau thì là mỗi một nơi người ta trồng nó nở ra ấy, thì nó khác nhau. Còn thân lá thì nó vẫn y đúc kiểu như này. Thân lá của nó thì thân nó như vậy. Còn lá của nó thì lá của nó to khoảng tầm độ 2 cm đến khoảng tầm độ 2,5 cm. Đấy, về lá to lá nhỏ thì có thể là do cây to thì nó sẽ to hơn một chút. Còn với những cái lá nhỏ hay sao nó vẫn gần như là vẫn tương đồng như vậy, chứ nó không có sự thay đổi nhiều. Bởi vì thân to lá to, thân nhỏ lá nhỏ mà. Lá của nó vẫn hơi gần nhé, vẫn gân, và nó hơi có sọc trắng theo cái gân đấy. Lá nào nó cũng như vậy, các bác để ý kỹ thì nó sẽ có. Mùa nở hoa của nó thì nó nở hoa vào dịp mùa này mầm vào đầu năm nhá, như các cây phi điệp bình thường. Mùa ra hoa của nó đây. Mùa ra hoa của nó đây là mùa này thì là tháng 5 âm lịch và đầu tháng 6 dương lịch. Thì đây là cái cây gái nhảy gọi là hồng Hà Nội đấy. Vẫn là nó, tất cả vẫn đều là nó hết.
Nhưng có nghĩa là khi mà cái một cái tên quen thuộc ấy thì người ta gọi thì là nhiều người biết đến rồi. Ví dụ như cây gọi gọi cái gái nhảy, cái gái ngành các thứ thì có cùng cùng kiểu 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 tên đấy. Nhưng em thì em gọi nó là Hồng Hà Nội cho cái tên nó mỹ miều hơn một chút. Mà hoa nó rất là đẹp. Đây là em quay buổi chiều nên là nó màu đôi khi là nó cũng bị ánh nắng thì nó hơi vàng một chút. Và cái cánh hoa của nó không nở căng. Chứ còn cây này thực ra nó hơi khum nhưng mà nó vẫn không phải khum quá như này. Đây như cây này cánh bị dập này. Đấy. Thì về nói về cái bông hoa khuôn hoa của nó ấy, thì gần như là anh em mọi người chơi lan là có rất là nhiều hình ảnh về nó. Có người thì chụp rất đẹp, người thì chụp chưa đẹp lắm. Bởi vì đấy là do người chụp ấy. Đây như em đây thì nhìn máu mắt đây quay video là bao giờ cũng ok nhất. Nhưng còn nhìn trên ảnh thì có cái ảnh thì em chụp được rất là đẹp, nhưng có cái ảnh thì em không chụp không đẹp lắm. Nếu vào sáng ngày mai khi mà em dậy mà em nhớ với có đủ thời gian thì em sẽ chụp cái cây này. Cái này là cây nó phi điệp ấy, thì thường nó chỉ căng vào buổi sáng ấy. Sáng sớm nó nở sẽ là căng nhất và đẹp nhất. Thì mọi người có thể nhìn vào buổi sáng ấy là sẽ biết được rằng là cây đấy nó căng hay không. Còn khi mà từ buổi chiều đến buổi tối ấy thì đa phần là cánh hoa nó sẽ kém hơn. Chứ cánh hoa nó không còn được màu tươi nữa. À cánh không còn được căng như là buổi sáng. Bởi vì buổi sáng nó sẽ có cái độ căng của nó sẽ là lớn nhất. Chứ nó không như là buổi chiều hay là buổi tối. Buổi tối thì nó rủ hẳn luôn, nó cụp hẳn vào. Còn buổi chiều thì nó cũng rủ. Còn buổi sáng đến buổi trưa thì nó căng. Đến tầm độ 9-10 giờ là căng nhất. Đấy là của phi điệp. Phi điệp thường đến giờ đó là căng nhất. Nhưng còn thì với những cái bông khác ý, thì một số bông ý, thì là nó nở hoa là nó căng cả ngày luôn. Cả ngày cả đêm là nó nở đều căng. Thì cũng có thể gọi là cái cây 24 giờ ấy. Đấy, có cái 24 giờ nó đều căng thì mọi người hay gọi nó là 24 giờ. Nhưng mà thực ra ấy, để mà nói là 24 giờ thì rất nhiều cây 24 giờ. Nhưng có một số cây đặc trưng thì người ta gọi luôn, đặt tên luôn nó là 24 giờ. Bởi vì nó cũng dễ nhớ thôi, chẳng có gì khó khi gọi tên một cây cả. Nhưng còn đây là em thì cây nào em quay, cây nào nó nở như nào em đều quay. Nhưng thường thì em quay vào cái thời điểm mà nó hoa nó không được đẹp lắm. Thì mọi người khi mà người ta mua về như các anh chị nhìn trên ảnh rất đẹp đúng. Nhưng khi mà anh chị nhìn video ấy, thì nó là từng thời điểm, từng giờ khác nhau. Chứ không phải là giờ nào nó cũng như vậy. Thế nên là em quay vào những cái lúc là nó bình thường, nó không phải đẹp nhất, nó chẳng phải là xấu. Thì là mọi người vẫn nhận biết được rằng là cái khuôn bông này, màu sắc này, thì mọi người nhìn là sẽ nhận ra được rằng là cái cây nhà anh chị mua có đúng hay không. Thân lá của nó đến hoa, thân của nó thì hơi rích rắc ở cái đoạn nhỏ nhỏ đây này. Các anh chị để một tí là được. Và nó vẫn cước trắng nhá. Có chấm tím nhưng ít. Đấy, còn mầm lên thì là mầm luôn luôn còn ám tím. Thế nên là anh chị mà mua kỳ ấy mà thân nó tím là bình thường. Bởi vì nó là hồng mà. Bản chất nó là hồng. Cánh hoa nó là hồng. Mắt hồng. Hồng thì đương nhiên là thân lá phải tím rồi đúng không ạ? Đấy. Thì em cũng quay để giới thiệu sơ qua về cái cây phi điệp hơi nhiều tên. Là gái nhảy, anh cả, gái ngành, Hồng Hà Nội, năm cánh trăng Hà Nội. Năm cánh trăng Hà Nội là ngày trước nó đã từng nở một lần là năm cánh trắng. Nhưng về sau mấy năm trở lại đây thì mọi người tết nắng nhiều ấy là nó cứ hồng. Mà hồng thì thế là mọi người bắt đầu gọi là hồng luôn. Gọi là Hồng Hà Nội cho nó nhanh chứ còn tên nó cũng mỹ miều hơn. Chứ gọi là cái thì nó cũng không hay lắm. Thì em vẫn gọi là bao luôn cái tên nó là Hồng Hà Nội. Nhưng đây thì là vào cái giờ này là buổi chiều ấy thì là cánh nó không được căng. Nhưng còn có một số cái bộ ảnh của em chụp ấy thì là cánh nó rất là căng và cánh nó đẹp. Lưỡi là bé thôi, cánh nó rất là căng và bay. Nhưng cái là đây là buổi chiều nên là cánh nó có rủ. Các bác nhá. Đấy thì các bác cứ nhìn và để ý những cái cây nào nó có tên tuổi hoặc là những cái cây mà em đã có ấy, thì các bác chỉ có xem lại những cái cây mà em đăng lên rồi ấy, thì các bác sẽ biết được rằng là hoa của nó như thế nào, giờ nào nó có căng hay không. Ví dụ như cây này thì em bảo là chiều nó rủ đấy, tối nó ngủ hẳn luôn, sáng thì nó lại căng, kiểu nó là như vậy. Nhưng một số cây thì nó là cả ngày cả đêm nó đều căng, thì đấy nó tùy phụ thuộc từng bông mà. Nhưng cây này nó là một trong những cây hồng rất đẹp, màu rất đẹp nữa. Buổi sáng các bác nhìn phê thôi rồi luôn, nhưng buổi chiều này thì nhìn nó không được đẹp lắm thôi. Buổi sáng nhìn phê đẹp lắm, bởi vì
màu nó rất là mịn, màu hồng mịn mà trông rất là thích. Còn có cái là mỗi kiểu sở thích thôi, chứ cây này thì em đánh giá nó rất là cao và rất đẹp. Bao nhiêu năm nay, gần chục năm nay em chơi thì cây này thì vẫn được rất là nhiều người yêu thích. Thì anh chị có thể xem và tham khảo qua thân lá nhé. Em nói sơ lại về sơ về thân lá này. Thân lá có khớp tím, lá thì cũng như những cái dòng khác thôi, khoảng 2 cm đến 3 cm tùy nuôi to nhỏ. Thân của nó thì nó dài, đỉnh điểm của nó dài tầm 1,5 m. Lá vẫn có sọc, có gân như những cái loại khác. Hoa nở tầm tháng 5, tháng 6 ở Hà Nội. Đấy, thì các bác cứ lựa sưu tầm được những cái nơi, mua những cái nơi mà nào mà người ta bán uy tín ấy. Hoặc liên hệ với em, liên hệ với em bán mà. Nhưng mà các bác không ở gần chỗ em thì có thể là mua chỗ khác, đảm bảo uy tín là mình mua thôi. Quan trọng là mình mua được chuẩn cây, đúng hoa, đúng cái loại mà mình cần ấy thì là được. Chứ còn em chẳng quan trọng, đôi khi mình mua đắt một tí nhưng mà cây nó được chuẩn ấy, thì các bác về chăm đến thời kỳ nở hoa là đỡ mất công các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau. Lưỡi nó hơi nhọn nhọn tí đây này. Đấy, các bác để ý một tí này. Ở trong thắt, ngoài nó hơi nhọn nhọn nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau. Chào các bác.